Hello các bạn, lại là mình đây. Một ngày ra ba video muốn nát thở luôn. Có rất là nhiều trứng luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái game này. Và khi mà mới vào thì nó cho tạo nhân vật nam hay nữ, giới tính nam hay nữ với lại tên á. Thì mình đã tiến hành xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái căn nhà phía bên tay trái của mình á. Xong rồi mình sẽ đi đến ở cái phần cái cửa. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm được hai cái chìa khóa để mở được cánh cửa này. Đằng sau cánh cửa này nó có chứa cái trứng để chúng ta cần tìm á. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi. Trước tiên thì để tìm một cái chìa khóa đầu tiên thì các bạn đi đến cái ngôi nhà nhỏ ở phía bên trái á. Thì các bạn nhìn theo cái hướng mình đi nè. Và cái chìa khóa đầu tiên thì nó sẽ nằm ở dưới tầng hầm trong căn nhà này. Các bạn chỉ cần việc đi xuống và lấy thôi. Và cái nhân vật này đi mình thấy nó cứ lật lè lật lội, nó khó đi vô cùng, mình cảm thấy nó trơn trơn á. Đó, các bạn click vô thì nó sẽ xuất hiện trong cái kho đồ của bạn rồi, trong cái ba lô ở phía trên á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái nơi cất giấu cái chìa khóa thứ hai. Mộc độn hơi khác xa và hơi ngoằn ngoèo. Cái này như nó cho mình cái quy hiệu khi mà vào game á, chứ không phải là cứ quy hiệu trứng đâu. Đó, các bạn cứ mon theo cái con đường này, xong rồi các bạn sẽ thấy một cái chùm, không phải cái chùm, một cái cây quanh đào mà to to. Và nó sẽ có một cái lối mòn nhỏ vô đây đó. Các bạn thấy cái cục sáng không? Đó, thì cái cục sáng đó chứa cái chìa khóa thứ hai. Rồi, lấy. Đó, xem túi nè, đó trong túi mình có hai cái chìa khóa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đi về cái chỗ cũ hồi nãy. Để mình xác định lại cái lối, rồi mình tự nhiên mình quên, không biết đường đi đâu về. Ok, mình sẽ đi hướng này nhé. Đó, chúng ta đã trở về cái ngôi nhà lúc nãy. Và chúng ta sẽ đi đến cái cửa và dùng hai chìa khóa đó mở cửa ra. Đó, chúng ta tiến vào ở giữa thì chúng ta sẽ thấy cái trứng đây. Và cách để lấy nó thì các bạn sẽ click chuột vô collect. Ta-da, hoàn thành. Nhanh gọn lẹ không? Ta-da, và đây là cái vật phẩm mà chúng ta sẽ nhận được khi mà làm nhiệm vụ tìm chìa khóa và mở cửa ra lấy trứng. Chúc các bạn thành công nhé. Cái này mình thấy là khá là dễ dàng luôn á.